Hôm nay là một ngày rất dài của mình, thật sự rất dài. Bởi vì từ sáng giờ mình đã chờ cho mưa tạnh. Hôm nay là một ngày bão bùng của Sài Gòn và mưa từ sáng tới tối. Rồi mình phải chờ cho xe cộ qua lại đi hết, mình chờ cho nhà thờ ra hết lễ. Và mình phải chờ thêm 2 tiếng nữa để nhà kế bên hát karaoke xong. Thật sự mọi thứ quá dài. Và như tiêu đề của video hôm nay, đánh lệnh như một vị thần. Vâng, nó chỉ là một cái giật tích câu view thôi. Nhưng trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh nền như thế nào mà nó thật sự là chuẩn, điều khiển được lượng nền, điều khiển được lực tay của mình, điều khiển được độ dày mỏng, điều khiển được tất cả mọi thứ. Và mình phải hiểu trong từng bước đánh nền nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Và bây giờ mình cùng bắt đầu video thôi. Chắc hẳn với những cái cách đánh nền thông thường thì mọi người đánh theo quán tính của mình, không có biết chắc chắn được là mình đánh đã thật sự đúng hay chưa, hay là có sai chưa, hay là mọi người hài lòng với cách đánh đó rồi thì không sao. Cái video này Quốc sẽ cố gắng giúp mọi người hiểu hơn về từng bước mình đánh sao cho đúng, đánh sao cho nó tiêu chuẩn. Vì đầu tiên thì mình sẽ cần cái bảng trộn nền. Cái bảng trộn nền là một cái sản phẩm mà gọi như là gần như là vật bất ly thân luôn. Nó vừa giúp cho cái kem nền nó không bị dơ tay của mình nè. Bởi vì Quốc đã có rất là nhiều lần mà Quốc bị cái kem nền nó dính vô áo, nhất là áo trắng là nó sẽ hư luôn. Nó không thể nào nó tẩy được, khó khăn lắm, nó rất là xấu. Rồi thứ hai nữa là cái bảng này nó sẽ làm cho mình trộn được kem nền với tất cả những cái sản phẩm khác nè. Mình điều khiển được lượng nền nhiều hơn, mình biết lấy ra bao nhiêu. Và đồng thời là mình có thể trộn son cũng được, mình muốn mix son này với một cái với nhau á, thì mình cũng dùng bảng này luôn. Tất cả những sản phẩm dạng lỏng là mình đều đổ đây được hết. Và mình có thể sử dụng phấn cũng được luôn ha, tùy theo ý mình thôi. Nó là một cái sản phẩm bằng kim loại. Và Quốc biết chắc chắn là cái này mà mọi người mà mua mà chắc mình sẽ xài rất là lâu luôn á. Không biết khi nào nó mới hư nữa, chỉ có bạn chơm thôi, chắc chắn luôn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng kem nền mình xịt vào cái bảng trộn nền này, cho nó nằm ở một cái vị trí góc trên bốn góc của nó. Mình dùng bóng nền, mình kéo cái nền ra cho nó dài. Tại sao mình phải làm như vậy? Khi mà mình kéo kem nền dài ra này, nó sẽ làm cho lượng kem nền mỏng trước ở trên mặt của cái bảng trộn nền rồi. Và khi mà mình kéo ra, nó sẽ không bị cục, lượng kem nền nó không bị cục nữa. Mọi người thử tưởng tượng, nếu mà mình kéo nguyên một cục mình đưa lên mặt thì cái điểm mà mình đưa lên là cái điểm mà nó sẽ dày nhất, nó sẽ nhiều kem nền nhất. Mà đôi khi cái vùng đó không nhất thiết phải nhiều kem nền như vậy. Cho nên cái cách này nó sẽ giúp cho kem nền mình nó mỏng từ trên mặt bảng trộn nền và mỏng luôn ngay lập tức trên cái cục bông này. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng 2/3 của cục bông. Mọi người nhớ nha, cái phần 2/3 của cục bông này là mặt tiếp xúc của cục bông đánh nền. Và cái bảng trộn nền này nó sẽ tiếp xúc liên tục như vậy. Và cái lúc mà mình dặm như vậy á, nó sẽ làm một lần nữa những lượng kem nền mình kéo á, nó mỏng thêm một lần nữa. Cái lượng nền nó sẽ thật là mỏng, mỏng nhất có thể luôn rồi. Bảo đảm chắc chắn nó không thể nào mỏng hơn nữa. Tại vì lượng kem nó sẽ nằm sâu ở bên trong của cục bông, nó sẽ làm cho cái lượng nền nó từ từ đi ra, chứ nó không một lần mà quy một mảng trên cái lớp da nền của mình. Mình cứ kéo ra. Nếu bây giờ khi mình đánh xong một vùng ở đó rồi, mình kéo tiếp, mình kéo cho đến khi nào cái lượng nền nó đủ trên khuôn mặt của mình, đủ trên những cái phần mà mình muốn, thì mình đi qua phần khác. Cái bước đánh này á, mọi người sẽ thấy là cái lượng kem nền nó mỏng đến mức mà gần như là không thấy luôn, mình không thấy cái lượng nền trên da luôn. Tại vì nó mỏng lắm cho nên là mọi người có thể nhìn được cái sự mỏng trước. Bởi vì mình nhìn được lượng mỏng trước nên mình có thể mình xay, mình có thể điều khiển được nó. Khi mà mình đánh lên một lớp dày rồi thì mình không thể nào là kéo xuống mỏng được hết. Bây giờ tôi sẽ demo cho mọi người xem thử nha. Mình sẽ kéo và mình dặm. Mình dặm như vậy, 2/3 mặt tiếp xúc này nó cũng đồng thời là 2/3 khi tiếp xúc lên cái da của mình luôn. Và đối với những vùng nào mà mình có cần cái sự che phủ thêm á, thì mình kéo tiếp. Mình cứ kéo tiếp cho đến những cái vùng nào mà mình cảm thấy là khuyết điểm hết được nhiều rồi nè, nó đã bớt được nhiều khuyết điểm rồi, thì mình ngưng, mình lấy thêm, tùy ý mình. Và sau khi mình sử dụng xong cục bông thì mình có thể mình bỏ cái cục bông vào cái hộp để cho nó giữ vệ sinh hơn, để cho nó sạch sẽ hơn, đỡ bám bụi nữa mọi người. Đó là Quốc chỉ cho mọi người thôi, nhưng mà Quốc ít khi nào nhớ lắm. Hy vọng cái thao tác và cái kỹ thuật đơn giản này sẽ giúp cho mọi người mình đánh nền nó đẹp hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Mấy đứa ghét mình nó nhìn vô nó cũng ganh tị hơn đúng không? Nó cũng sẽ sao cái này chuyên nghiệp quá ta, sao cái này chuyên nghiệp quá ta, mình sẽ học nó. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho mọi người được đánh nền nó chuẩn hơn và nó mang tầm
mang tầm vóc quốc tế hơn. Ok, hẹn gặp mọi người vào video sau nha, bye bye.